một âm sao sang, hai âm sao sang. Sáng sao? Sáng sao? Từ từ nào. Nghe học sinh hát bài đếm sao, cô giáo bất lực cầu cứu cộng đồng mạng. Theo đó, sau khi dạy học sinh hát bài đếm sao, cô giáo đã gọi đại diện một số bạn lên bục để thể hiện lại bài hát, trong đó có cô bé trong đoạn video. Cứ ngỡ với một bài hát thiếu nhi mang giai điệu chậm rãi cộng lời hát ngắn gọn, bé gái cũng sẽ dễ dàng vượt qua. Thế nhưng khi nghe cô bé hát lên thì ai cũng phải bật cười, bởi bé gái hát không những là không đúng giai điệu mà còn bị líu lưỡi hát không có nổi. Sáng sao? Sáng sao? Từ từ nào. Sao sáng, sáng chiều ngôi anh vàng. Bốn âm sao sáng. Bốn âm sáng sao? Bốn âm sáng sao? Kìa năm âm sao sáng. 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 Kìa kìa sáu ông sáng sao. Vì quá bất lực trước học sinh của mình, cô giáo đã quay lại và đăng tải lên TikTok để cầu cứu cộng đồng mạng. Thế nhưng sau khi xem xong đoạn clip thì ai cũng cười nghiêng ngả mà bày tỏ thái độ hết cứu. Một số người còn để lại bình luận bên dưới: trượt môn âm nhạc là do thực lực nha, chứ này ông xấu sang cũng không cứu nổi. Ông sao nghe được ông sáng luôn chứ sáng gì nổi nữa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.